Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu kênh Nam tham gia một dự án nhẫn 20 token HNF các bạn. Token này sẽ list lên sàn PancakeSwap và là token và mã C các bạn. Để tham gia game này bấm phần link mô tả dưới video cùng bạn bấm start nè. Sau khi bấm start xong mà bấm continue nha các bạn được cấp gia. Sau khi được cấp gia xong thì các bạn hoàn thành những nhiệm vụ trang mạng xã hội khá là đơn giản các bạn. Bạn follow join kênh group nè, follow kênh channel, follow me Twitter nè, chờ tweet nè. Follow minimum nè, subscribe vô kênh YouTube nữa nè. Rồi các bạn lướt xuống và bấm don nha bạn. Những nhiệm vụ xã hội đó khá là đơn giản. Rồi tiếp tục thì các bạn điền lại username tại Twitter của tôi các bạn nè. Cái này vòng vòng không có quan. Rồi tiếp tục thì các bạn retweet post cái bài này nè các bạn. Bạn nhập vào đây. Các bạn copy hát tát nó giúp mình các bạn h b c h n t nè, các bạn chích dẫn như tweet nha các bạn. Thằng b c các bạn thằng h n f nha các bạn. Rồi các bạn tăng 3 người bạn mình vào đi các bạn. Rồi các bạn tự quyết lại nha các bạn. Sau khi các bạn tự quyết được xong các bạn mới đập lên nha các bạn. Các bạn bấm don nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi lại cái link retweet link hồi nãy nha các bạn. Thì bạn mở tờ Twitter bên dạng nè. Các bạn nhấp vào bài bên cùng nè. Các bạn nhấp vào hồ sơ nè. Các bạn chia sẻ cái bài retweet này nè các bạn. Các bạn sẽ chép liên kết nha các bạn. Rồi bạn bắt đập lên nè. Rồi bạn bắt từ đây nè. Tiếp tục thì hỏi follow medium không, các bạn bấm don nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền là username minimum của tất cả các bạn. Tiếp tục hỏi subscribe kênh YouTube mà bấm don nè. Rồi tiếp tục thì bạn gửi đường link kênh YouTube của tất cả các bạn nha các bạn. Thì bạn nào không biết lấy đường link YouTube thì xem lại cái video mình có để là một cái video là hướng dẫn tạo lấy cái link tất cả các trang mạng xã hội nha các bạn. Rồi bạn copy lại bạn gửi cho bot nè. Mấy cái này thì quá dễ các bạn. Dán vào đây nè. Các bạn gỡ nè. Rồi bạn chờ chút xíu các bạn. Tiếp tục thì các bạn gỡ địa chỉ bnb.machin các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ chocolate mình ra. Dự án này khá là ngon các bạn. Các bạn copy địa chỉ BNB này nè các bạn, sao chép các bạn. Các bạn có thể dùng ví Safiban các bạn. Rồi các bạn bắt từ đây. Cái địa chỉ BNB bet20 nha các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nè. Các bạn bấm don nè. Rồi đây tài khoản của mình là 1 token là khoảng 1 đô các bạn. Hiện tại đang trong chương trình bán hàng free sale sẽ list sàn MC và PancakeSwap các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 20 token HFN đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình HNF
Đây là kết thúc mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Và mình hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.